Ok, chào các bạn Cựa thân mến, hôm nay cô cho Anh sẽ hỗ trợ các bạn Chữa đề số 5 trong sách 60 đề minh họa Ok, cựa thân mến, các bạn đã sẵn sàng Cho buổi hôm nay của chúng ta chưa nhỉ? Hôm nay cô cho Anh vào muộn của các bạn 5 phút Ok Rồi, cô chào các bạn Cựa thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái phần Buổi chữa đề, nói chung là ở cái giai đoạn này thì cô chào anh sẽ tập trung cao độ cho cái phần nội dung chữa đề nhá bởi vì là ở cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ phải tập trung vào cái giải đề rồi ok rồi cô chào các bạn cảm thân mến các bạn đã sẵn sàng chụp buổi hôm nay của chúng ta chưa nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn nhé sẵn sàng chưa ok đợi cô một xíu để cô đã, cô mở trên máy tính để cô xem nào ok rồi cô chào bé trần hoàng gia bảo Trần, Hoàng Gia Bảo là bé đến từ Gia Lai phải không ạ? Nếu cô nhớ không nhầm thì bé là đến từ Gia Lai phải không ạ? Chợ Gia Lai hay là hay hay là Đắk Lắk gì đấy đúng không ạ? Ok. Rồi cô chào bạn Lan Anh ạ, cô chào bạn Nguyễn Thu Hiền. Ok. Rồi chào Trần Hoàng Gia Bảo, cô chào Trần Hoàng Gia Bảo rồi mà. Ok. Các bạn đến các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Hôm nay chúng ta chữa đề số 5 nhé. Ờ à, chưa? Có bạn nào mà có bạn nào đã giải đến đề 20 của cuốn này chưa? Nhờ, có bạn nào chạy nhanh hơn đề của cô không ạ? giờ có bạn nào chạy nhanh hơn tiến độ tiến độ chưa cô? à mà các bạn thi học kỳ xong chưa nhỉ? ok các bạn đến các bạn đã thi học kỳ xong chưa? ạ nhờ các bạn đã thi học kỳ một xong chưa? chúng ta còn 3 tuần nữa là nghỉ tết rồi đấy. dạ à, sau tết rồi thì nói chung là thời gian lúc đấy trôi nhanh khủng khiếp đối với các bé 2 k 4 nên là các bé nhớ cho cô là các bé phải tập trung cao độ lên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nhé. ok rồi, cô chào các bạn Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, mình bắt đầu vào học luôn này Ok, sẵn sàng chưa? Cô chữa luôn nhé Ở chợ, Mục tiêu hôm nay của cô cho là Chữa cho các bạn được khoảng được Nói chung là được 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 gọi là tương đối với cái đề này Còn đâu những cái câu còn lại trong đề này Thì các bạn tham khảo trong lời giải chi tiết du cơ Cái phần đọc hiểu thì cô cho anh đã có video chữa rồi Ok, nhá nói chung là cái phần chữ của cô anh Mà tính chất là khích lệ động viên tinh thần học tập của các bạn mà thôi nhá chứ còn với cái phần nội dung học thì bạn thấy là ở trong cái khóa trong cái 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 trong cái sách này đã có đáp án chi tiết rồi ok rồi các bạn thân mến các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa mình bắt đầu vào học nhé được không ạ bắt đầu vào học được không ạ được không ạ bạn thân mến cô cho anh có đăng cái link thi thử bù rồi ạ cái thi thử bù đấy của cô trai thì cô sẽ mở thi trong một thời gian dài từ giờ mươi 24 tháng 1 cơ. Nên là các bạn có thể sắp xếp thời gian lúc nào các bạn vào thi cũng được. Ok. đúng không ạ? Xong chưa xong chưa? Rồi. cận thân mến, bạn đã sẵn sàng chưa vào hôm nay của chúng ta chưa? Mình bắt đầu nhé. Cô có câu số 1 và câu số 2 là dạng bài tập. Ờ, bạn Trần Hoàng Gia Bảo thấy mic hơi nhỏ à? Ờ, các thân mến khác, à, các bạn thân mến, các bạn có thấy là cô trai nói nhỏ không ạ? các bạn có cần cô chơi phải nói to hơn không ạ? cô thấy các bạn bạn đây đang nói rằng là mic của cô hơi nhỏ. nhớ các bạn có cần cô chơi phải nói to hơn không ạ? nhớ. ok, rồi chúng sẽ có như sau này. Loa hơi nhỏ, các bạn cũng thấy hơi nhỏ. à? ok. Ừ, thế thì bây giờ cô hét to nhá. được không ạ? nhưng mà, bé cô à, nếu như mà để cô hét to thì giọng của cô rất là chua. nhớ bắt đầu này, mới mất 10 phút rồi, chúng bắt đầu này. Trợ cô sẽ có câu số 1 và câu số 2 là dạng bài về trọng âm. Trợ trong cái dạng bài trọng âm thì cô sẽ có một câu là trọng âm theo phiên âm và một câu trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi. Nhưng cô có như sau này. Bây giờ câu số 1 của cô, bốn đáp án của cô đều là hai âm tiết. Mà từ hai âm tiết thì đa số nó sẽ là trọng âm theo phiên âm. Như cô có như sau. Cô có ý của chúng ta với từ là defend. Ok, anh này cô đọc là defend. Ok. chợ cô sẽ có từ defend thì cô sẽ có như sau đây. âm thứ hai của cô kết thúc bằng nld hai phụ âm thì cô có cái quy tắc như sau em đợi cô một xíu để cô chiếu cái quy tắc về trọng âm cho em nhé đó ạ ok đợi cô một xíu để cô chiếu cái quy tắc về trọng âm cho em thì cô có cái quy tắc như sau đây. trong cái mục trọng âm theo phiên âm này em chú ý cho cô cuốn quy tắc sau đó là trọng âm thường rơi vào âm sau trọng âm thường rơi vào âm dài này âm đôi này ở trọng âm thường rơi vào âm cuối khi nó kết thúc với nhiều hơn một phụ âm nhá Vậy thì cô sẽ có như sau này với cái từ này của chúng ta nhá yeah. Với động từ là defend thì cô sẽ có anh này cô nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai vì lý do là cho âm ưu tiên rơi âm cuối khi nó kết thúc với nhiều hơn một phụ âm nhá. Yeah. Thế này cô sẽ có eBay của chúng ta là sao? eBay có cô có từ đọc là đi này thì cô sẽ có như sau đi là i mà nay là ai. Ai là nguyên âm đôi thì cô có như sau này. Thì cô sẽ có cái quy tắc đó là trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi. Đúng không ạ? vậy thì với cái anh này cô cho âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nhé nhớ hai anh thứ thứ hai rồi này anh này cô thứ hai anh này cô thứ hai anh thứ hai rồi thì cô sẽ có ý c của cô thì sao ý c cô có từ đọc là chợ đọc là repeat thì cô sẽ có re là y và pit là y dài thì cô lại có cái quy tắc như sau đó là trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài vậy chúng ta sẽ có anh này rơi vào âm tiết thứ hai nhớ cho cô là trọng âm ở trong cái đề thi trường học quốc gia nó cực kỳ dễ nha cực kỳ dễ cô phải dùng từ cực kỳ dễ áp dụng đúng quy tắc là mình làm được thôi nên là em nhớ cho cô là bốn cái câu đầu này em không được phép mất điểm nhớ cô có như sau này. ý đề cô có từ đọc đọc là borrow thì cô có bo là o và row là o nhớ chúng ta có cái quy tắc như sau em xin cho cô cái quy tắc này nha yeah. cô có quy tắc là trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ hoặc là âm ô vậy trong cái từ này cô có từ borrow thì cô có row là o không rơi vào rồi vậy nó rơi vào âm tiết đầu Giờ đầu cô khoanh được câu 1 là ý D. Dạ, Chờ sau câu 1 chuyển cô sang câu số 2. Với câu số 2 chúng ta có anh này cô theo quy tắc là cho âm theo, theo 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 hậu tố và âm đuôi. Như cô có, ý A của cô với đuôi y dài. Nhận dạ, đuôi y dài thì sao? Như em xem với cô như sau này. Chúng ta có cái quy tắc là đuôi y dài là cái đuôi hoặc hậu tố làm cho âm dịch chuyển ba, âm tính đuôi đuôi lên. Như cô có như sau này. Cơ cỡ từ đây của chúng ta đọc là gì? Với từ quality thì cô sẽ có là quality dịch ba âm đây nó rơi vào đầu nhá thế này cô sẽ có ý B của cô là sao ý B cô có từ đọc là đọc là c m thì cô sẽ có như sau này c l i đúng ạ n là ơ m là ơ thì cô có cái quy tắc như sau này cô có quy tắc là nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vậy này cô rơi vào âm tiết thứ nhất đó ạ thế này cô sẽ có ý c và ý d thì cô sẽ thấy ý d cô dễ xác định hơn vì sao ý d của cô có đuôi ce ce thì sao đỡ chặn Chờ, chúng ta sẽ có là đuôi C là đuôi hậu tố đuôi làm cho ông dịch chuyển bao thì đuôi lên nhá. Đuôi C là đuôi hậu tố đuôi làm cho ông dịch chuyển bao thì đuôi lên. Thế cô sẽ có như sau này, cô có cái từ với từ reference. Giờ dạ, dịch bao lên cho ông dơm tiết đầu. Do đó cô khoanh được câu số 2 là ý C. Đó không ạ, là ý C. Nhớ. Ở chợ xong câu số 2 chuyển cô sang câu số 3 này. Với cái câu số 3 cô có như sau. Nhớ. Câu số 3 của chúng ta sẽ là câu là phát âm, Nhớ cái phát âm của nguyên âm. Nếu cô có như sau Từ đấy của chúng ta đọc là Đọc là health Nhờ, Âm đấy của cô được đọc là âm e Nhờ, Tiếp này cô sẽ có ý b của chúng ta sao? Anh này cô là sức khỏe nhá Vậy ý b cô có từ ấy đọc là gì nhớ cô Từ ấy đọc là wealth Âm đấy của cô cũng là âm e Nghĩa là sự giàu có, sự giàu sang Thế còn ý c của cô được sao Nhờ, ý c Anh đấy cô đọc là breathe Nhờ, Âm đấy của cô là âm e Vậy thì cô sẽ khoanh được câu số 3 là ý c Chợ với các câu số 4 theo quy tắc cách phân âm của đuôi S Cái này theo quy tắc rồi Nên câu 4 cô chọn được đáp án là ý D được chưa? Rồi, xong câu số 4 triệu cô sang câu số 5 của chúng ta. Ừ, yeah. Ok nào, với câu số 5 của cô sẽ là câu thuộc kiến thức về hỏi đuôi. Đề này của cô khá là nhẹ nhàng, không khó đâu. Các bạn ấy hình như có mặc nhiên một điều là cứ đề của cô Trang Anh là khó. Đó, giống như cái bài bài thi thử vừa rồi của cô Trang Anh ấy. Ở chờ, các bạn ấy cứ kêu rồi rất là khó đúng không ạ nhưng mà thực tế là các bạn kêu là cái bài đọc 7 câu là bài khó nhất mà cô chữa thì cũng thấy có khó mấy đâu đúng không ạ các bạn nếu mà cô mà không chữa thì các bạn kêu nhưng mà cô chữa thì hôm nay cô nhớ là có 56 cho bạn học thôi. Ừ, yeah. Nói chung là nói chung là đội 2K4 là rất là kỳ lạ, đúng không ạ? Không chữa thì kêu nhá. Yeah. Thế mà chữa thì lại trả bạn nào học nhá. Yeah. Đề rất là dễ cứ kêu khó có nghĩa là cứ thấy là cứ như là mặc như là đề của cô trai hay là đề khó nhá. Yeah. Đó vậy. Rồi, tiếp này cô sẽ có như sau với cái đề này của cô đang chữa này cái đề nó cái đề này nó chỉ tương đương như cái đề trong cái sách 8 cộng mà các bạn sắp nhận được thôi nhá thế còn nếu mà đề trong sách 9 cộng của cô trang anh sẽ khó hơn như này nhá có rất là nhiều bạn hỏi cô là thế khóa 8 với khóa 9 thì học khác nhau như nào nhớ này khóa 9 của cô là mỗi ngày giải một đề mà đề 9 cộng nó sẽ tương đương như cái đề thi thử hàng tháng ấy ở chưa Cô sẽ có 12 tuần học ôn tủ rộng, tức là chúng ta sẽ học tất cả những phàm trù để mà để mà bộ ra vào đâu mình cũng có thể trúng được. Thế còn từ tuần thứ 13 đến lúc thi nhá, cô phải dùng là từ tuần 13 đến lúc thi vì có thể là tùy tình hình dịch bệnh bộ có thể cho thi sớm hoặc thi muộn nên là từ tuần 13 đến lúc thi chúng ta sẽ học tủ sâu. Nhá. nên là chúng ta sẽ Đấy là bao giờ theo cái đề cương mà cô cho anh vạch ra cho các bạn ôn thi là bao giờ cũng sẽ ôn cả rộng và ôn cả sâu để đảm bảo là không bao giờ lệch tủ được cả nhá. Rồi cô sẽ có với cái câu số 5 của chúng ta Cô có như sau Với câu đơn thì cô có câu này theo hỏi đuôi Và câu này rất là đơn giản thôi Thì cô có là căn cứ cho cô bằng eleven Vậy thì cô sẽ có bên này khẳng định Thì bên kia phải phủ định Nhạ, Dùng ngay to be làm hỏi đuôi Cô có là the brother là anh trai Anh trai thì ứng với ngôi là he chứ không phải là she Thì cô sẽ bỏ được ý C Đúng chưa? Vậy thì câu 5 cô khoanh được ý B Câu này rất là đơn giản rồi nhớ chưa? Xong chưa xong chưa Xong câu số 5 chuyển cô sang câu số 6 với cái câu số 6 chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau Câu này sẽ là câu thuộc kiến thức về danh động từ đầu từ nguyên mẫu thôi Nghe này Những cái câu nào dễ cô cho anh chữa nhanh nhé Đó ạ Rồi Dạ, có có từ neighbor nghĩa là hàng xóm Đó, Hàng xóm đề nghị làm sao chở chúng tôi ra sân bay Thì cô lại có cái cấu trúc sau của chúng ta nhận dạ. Cô có cái cấu trúc là offer to do something Đề nghị đề xuất làm gì cho Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được Đáp án của câu số 6 là ý đây nhá đợi chờ xong, xong chưa, xong chưa Ok em thân mến tất cả các khóa 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 8 cộng là hôm nay cô cho anh à, hôm nay vẫn nghỉ hôm nay hôm nay là vẫn là nghỉ bù ngày lễ thì ngày mai cô cho anh sẽ gửi sách 8 cộng thì sách 9 cộng là thứ tư cô gửi Nói chung là sách 8 với sách 9 chỉ cách nhau có một ngày thôi nhá đó ạ rồi xong câu số 6 triệu cô sang câu số 7 của chúng ta này nào câu 7 bạn chọn đáp án cô là ý gì chợ với cái câu số 7 nhớ lại đây của cô sẽ là câu tường thuật nhá yeah. với câu số 7 câu này cô là câu tường thuật nhưng lại lồng trong cái câu điều kiện thì cô có như sau này Thì cô có cái từ là từ if Nghĩa là nếu như, đúng không ạ? Đằng sau thì cô có là the weather is good Thì cô sẽ có sau so if của chúng ta is là hiện tại Vậy đây sẽ là điều kiện loại 1 nhớ Vậy nếu điều kiện loại 1 thì cái mệnh đề chỗ này cô sẽ phải chia thì tương lai đơn Nhớ đằng trước có my mother sẽ tại. Nhớ mẹ của tôi nói rằng Đây là câu tường thuật nhưng bạn nhớ cô sau này nếu như cái động từ tường thuật này ở thì hiện tại có thể là hiện tại đơn hoặc có thể là hiện tại hoàn thành thì cái động từ đằng sau của chúng ta sẽ không có sự thay đổi về thì khi chuyển giao gián tiếp Nghe cô nói câu này các bạn nhầm này Đó chưa Em nhớ cô như sau này Đó là bình thường khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta sẽ phải lùi một thì Nếu là điều kiện lại một chúng ta sẽ lùi điều kiện lại hai Nhưng chợ, Nếu như cái động từ tường thuật ở hiện tại không? hiện tại có thể là hiện tại đơn hoặc hiện tại thành thì đằng sau chúng ta sẽ không lùi thì vậy đúng với bản chất của thì là đúng với bản chất của thì này thôi câu hỏi dùng của cô đó là điều kiện lại một điều kiện một thì mấy đề chính của cô dùng thì tương lai vậy thì cô sẽ chọn được câu bảy là ý xe nhớ gì ạ à? mẹ của tôi nói rằng là chúng tôi sẽ có một bữa tiệc ở trong vừa nếu như mà thời tiết đẹp nhớ yeah. ok xong câu số 7 chuyển qua sang câu số 8 bạn mây mây thân mến lịch học ở page của, uh, lịch học ở page của cô trang anh không cố định bởi vì là cô chơi có một vài nhóm kín Ví dụ như nhóm tổng ôn 7, nhóm tiền giải đề Nhóm chuyên đề 8 Nhóm chuyên đề 8 là cái nhóm mà cho các bé tin tin Cấp 2, cấp 3, những bé mà cần học lại bài bản từ đầu ấy Cái nhóm đấy là nhóm mà chiếm khá nhiều thời gian livestream của cô chơi nên là và cái nhóm chuyên đề 8 thì lịch học của họ là cố định là tối nhật rồi nhưng mà ngoài cái buổi ra này có thể là buổi tối thứ hai buổi tối thứ ba nữa nói chung là về cơ bản là cô thường hay vắng là tối nhật tối thứ hai tối thứ ba thế còn từ tối thứ tư trở đi là cô sẽ đồng hành với các bạn yeah cô vắng là tối thứ bảy là của tiền giải đề này Tối chủ nhật này, tối thứ hai, tối thứ ba Đấy, khoảng đấy, thế còn tối thứ tư, tối năm, tháng sáu Nó không có gì thay đổi là cô sẽ là của các bạn nhớ Rồi, xong câu 7 Cô chữa được câu 1 đến câu 7, trước đây có câu, câu là khó cả Đó ạ Rồi, cô sẽ có như sau với cái câu số 8 Nhờ với câu số 8, em xem cô ấy Câu này cô sẽ là câu thuộc về sự vối thì thôi Chờ, câu 8, cô thấy bạn Lê Khoa chọn ý A Rồi, chờ, Ok bạn thấy Minh Gia Nguyên thân mến, cô có nhóm cho 2K không nhá? Ở à, chợ cô thậm chí còn có cả nhóm cho 2K10 cơ mà. Đúng không ạ? Rồi. Tổng ôn 7 tuần này có học em ạ. Cô đang hỏi xem là tổng ôn 7 tuần này cần cô hỗ trợ chuyên đề gì nhá. Yeah. Được không ạ? Rồi, thế này cô sẽ có như sau này. Với cái câu này của chúng ta. Ok. Ở à, chợ nào với cái câu số 8, cô thấy có bạn cho đáp án là ý A, có bạn cho đáp án là ý B với cái câu số 8 chúng ta có như sau này, phân tích cho cô câu này nhé. Chợ với cái câu số 8 cô có anh này của chúng ta như sau. Với câu số 8 cô có xem nào. Chợ với cái câu số 8 cô ghép cái cụm đầu từ đó, cô có cái cụm đầu từ là cụm từ take over nghĩa là tiếp quả nghĩa là chiếm đoạt. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau này. Nhận cô có cái từ đó là với từ company nghĩa là công ty, phải dịch là ai là người sẽ tiếp quản công ty khi mà Nhạc, cô có từ tiếp theo của chúng ta với từ đó là từ Với từ manager nghĩa là giám đốc Đúng ạ Tiếp này cô có động từ so với động từ là Với động từ retire nghĩa là nghỉ hưu Vậy dịch là ai sẽ là người tiếp quản công ty khi giám đốc nghỉ hưu Nhớ cho cô hay sao này Người ta dùng cái mệnh đề trạng ngữ thì ra này ừ, người ta dùng mệnh đề trạng ngữ thời gian với quen chủ ngữ cộng vấp chi hiện tại tức là hành động đấy chưa xảy ra nhớ nghe này nếu như cái mệnh đề trạng ngữ thời ra này của cô mà động từ hiện tại suy ra hành động chưa xảy ra thì còn nếu cái mệnh đề trạng ngữ thời ra này mà đầu tư chưa quá khứ thì hành động đã xảy ra rồi vậy thì với câu này à, ai là người tiếp quản công ty khi mà giám đốc nghỉ hưu vậy thì với cái câu này cô có là căn cứ bằng quen cậu chủ ngữ cậu phát hiện tại đơn hành động ấy chưa xảy ra vậy suy ra vấn đề cô phải chia tương lai chứ không chia quá khứ được cô bỏ a bỏ d hoặc em có thể căn cứ bằng sự phối thì đúng không ạ vậy thì với câu này cô chọn được câu 8 kiểu gì cũng dài b nhá xong cô 8 chuyển cô sang câu số 9 nhận với câu số 9 cô có như sau cô cũng sẽ phân tích bạn thân mến bạn có thấy bạn có cần cô cho anh phải chữa nhanh hơn ạ Đêm hôm nay của chúng ta tương đối nhẹ nhàng bạn có cần cô cho anh chữa nhanh hơn không ạ nhớ cô sẽ có như rồi Cô có từ everyone nghĩa là mọi người nhớ mọi người ở đâu đây ạ à? cô lại gặp lại cái từ đó là từ với từ company nghĩa là công ty nhớ mọi người ở trong công ty làm sao đây ạ à? nhớ cô sẽ có từ new nghĩa là biết rằng chờ anh ấy đã làm sao cô có từ sau nhớ Cô có cái từ đó là từ với từ reveal nghĩa là gì? Nghĩa là tiết lộ, tiết lộ cái gì ạ? Cô có từ information nghĩa là thông tin. Thế vậy cô sẽ có từ tiếp theo của chúng ta với từ đó là từ nhớ cô với từ confidential nghĩa là bí mật nhá. Cô có từ sau này, cô còn một từ nữa với gốc từ cô đó từ confident nghĩa là tự tin nhá. Cô có từ confident là tự tin thì cô có từ với từ confidential nghĩa là bí mật. Vậy dịch là mọi người trong công ty đều biết rằng anh ta đã tiết lộ bí mật nhưng mà không ai dám báo cáo cả đằng sau cô lại có cái cấu trúc như sau Nhờ cô có cái cấu trúc như sau Cô có cái anh đó là Với anh là dare Chúng ta có cái cấu trúc như sau này Cô có cái cấu trúc là dare Nhờ to do something Hoặc là do something đều được Nghĩa là dám làm gì Chứ cô lại có cái cấu trúc là dare somebody to do something Nghĩa là gì đấy ạ Nghĩa là thách ai đó làm gì Nghe nhá Anh này của cô nói có hai nghĩa này Chứ có một nghĩa là dám làm gì Và nghĩa là thách ai đó làm gì Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau mọi người cho công ty để biết rằng anh ta tiết lộ thông tin bí mật nhưng mà không ai dám 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 báo cáo cả vậy thì cô sẽ không chọn ia yeah với từ sâu so là vì vậy câu này cô là thuộc kiến thức về liên từ đúng không ạ thế thì cô có từ elava nhận cô có từ for thế thì cô sẽ có là từ for mà cộng với một mệnh đề thì nó sẽ bằng với từ soi nó sẽ bằng với từ os bằng với từ because nghĩa là bởi vì nhớ vậy thì ở đây cô sẽ không thể dùng ý nghĩa là bởi vì được do đó cô sẽ chọn được đáp án là ý b về từ bận nghĩa là nhưng được chưa Xong câu số 10 chuyển cô sang câu À sau câu 9 chuyển cô sang câu 10 này Cứ mời cô sẽ là câu thuộc kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian Nhớ, nhớ cho cô như sau này Với cái câu thuộc kiến thức về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian Em xem cho cô như sau này Chúng ta sẽ áp dụng cho cô quy tắc như sau là về trước của cô có cái từ sau Nhớ, về trước của cô với cái từ sau này Nhớ, Cô có cái từ đó là từ Với từ want Nhớ, Anh này của cô là dạng viết tắt của từ sau Dạng viết tắt của từ we not Ok, vậy thì cô sẽ có như sau Anh này cô là tương lai nhá đã theo cái nguyên tắc về sự hòa hợp dự theo cái nguyên tắc về sự phối thì này, nếu như mệnh đề đằng trước của cô mà chia tương lai thì đằng sau của cô không chia quá khứ được về độ chưa xảy ra, đúng ạ? Vậy thì cô sẽ bỏ được ý C động từ repair đang chia quá khứ. Nhá nhớ cô này, mệnh đề trạng ngữ thời gian không chia thì tương lai, bỏ tiếp được ý B. Trợ à, B cô sẽ chỉ còn A hoặc là D mà thôi. Phải dịch nghĩa câu này cho cô. Như cô sẽ có như sau này cô sẽ có cái từ sau của chúng ta nhá. Cô sẽ có là bây giờ cô sẽ dịch theo nghĩa này. Cô có ý đề của cô sao? Ý đề của cô với từ ôn nghĩa gì cả cho tới khi đằng sau cô lại có cái cấu trúc là have something cộng với phần từ hơi có cái gì được làm bởi ai? Để cho tới khi họ làm sao để họ sửa cái thang máy đấy. Bây gì là nó sẽ không an toàn để sử dụng thang máy này cho tới khi mà người ta sửa nó. Vậy với cái câu này theo nghĩa như vậy cô sẽ chọn được ý đề. Thế còn cô là trước khi họ sửa nó thì không phải đúng không ạ? Xong câu số 10 chỉ cô ra cười một và câu một của chúng ta sẽ là câu thuộc kiến thức về giới từ. Em thân mến, em có cần cô cho anh chữa nhanh không ạ? Bởi vì cái phần bài này của chúng ta tương đối dễ. Nếu mà cần nhanh thì bảo cô để cô chữa nhanh hơn nhé. Đó ạ Rồi cô có với câu 11. Với từ topic nghĩa là chủ đề. Yeah, the topic is very interesting. Thì cô sẽ có từ sau ấy. Cô có từ với từ interesting nghĩa là thú vị. Đúng không? The topic is very interesting. Yeah, I'd like to continue. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau này. Cô có cái cấu trúc là I like cộng với to verb. Nhớ yeah, I like là viết tắt của I would like cộng với to verb muốn làm gì. Nhớ yeah. tiếp này cô sẽ có như sau này. Cô có từ continue cộng với to verb hay verb ing đều được nhớ yeah. Mở rộng ra này mấy cái cấu trúc này là mấy cái cấu trúc quen thuộc nha bạn, đúng không ạ? Dùng to verb với verb đều được. Vậy thì như sau ấy, chủ đề này rất là thú vị và tôi rất là muốn tiếp tục nhưng mà bây giờ hết giờ rồi. Được yeah, Vậy thì với câu này em sẽ chọn cho cô được đáp án là gì? Ok. Ok, bà, cô đang Cô đang xem xét cái việc là có lên block cái bạn Trần Tuấn Hoàng đến từ chuyên Thái Nguyên không nhá. Yeah. Rồi với câu số 11 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Chờ bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ đó là từ với từ time thì cô có cái cụm từ đó là cụm từ on time nghĩa là đúng giờ nhá. Yeah. Thì cô sẽ có cái cụm từ sau thì cô có cái cụm từ đó là cụm từ in time nghĩa là kịp giờ. Chờ cô sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ behind time nghĩa là muộn giờ nhá. Yeah này cô sẽ có như sau này chúng ta sẽ có tiếp với cái cụm từ tiếp theo cô mở rộng tiếp ra nhá. Các bạn chép được không ạ? Rồi cô sẽ có lại cái cụm từ sau này cô có cái cụm từ đó là cụm từ behave. the times nghĩa là gì? Nghĩa là lạc hậu, lỗi thời, được không ạ? Rồi cô lại có cụm từ of nghĩa là hết giờ. Nghĩa với cụm từ of nghĩa là hết giờ. Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được 11 của chúng ta là ý B. Nhận. Chủ đề đó rất là hay và tôi rất là muốn tiếp tục nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Vậy thì cô 11 cô chọn ý B, nhanh hơn nhé. Rồi, thực ra nó khó nó sẽ khó ở đằng sau này, đúng không ạ? Với câu số 12 này. Với câu số 12 cô có a lot of people, rất là nhiều người, rất là nhiều người làm sao? Nhờ cô sẽ có từ sau của chúng ta. Nhờ cô có cái từ đó là từ x nghĩa là phớt lờ đi. Phớt lờ đi cái gì đấy ạ? Cô có từ với từ one thì nghĩa là cảnh báo, cảnh báo về air pollution, ô nhiễm không khí, nhá. Yeah. Ô nhiễm không khí mà gây ra cái tác động với những cái vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, nhá. Yeah. Vậy thì với cái câu số 12, em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Cô có như sau này Chợ Với cái câu số 12 Em xem cô như sau này Câu này của chúng ta sẽ là câu thuộc kiến thức về phần mệnh đề Nhờ Với kiến thức về mệnh đề cô sẽ có như sau này Trong câu này cô có động từ chính đang chia thì hiện tại thành rồi Và trong một câu chỉ có một động từ chia thì của câu thôi Vậy động từ còn lại cô sẽ không được chia thì câu nữa Giờ vậy thì cô sẽ không chọn ý B Không chọn ý D Nhờ Nếu chọn ý B chọn ý D nó sẽ xảy ra là Hai động từ cùng chia thì câu Vậy thì cô sẽ chỉ còn ý A và ý C Ý A thì người ta đang dùng rút gọn bằng cách dùng vơi Ok Thế còn ý C thì người ta đang rút gọn bằng cách dùng vớt phân từ hai. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ chọn ý A hay là ý C. Cô có từ sau này. Cô có từ seriously nghĩa là gì? Với từ seriously, nghĩa là gì? Chờ với từ seriously nghĩa là nghiêm trọng trầm trọng. Đúng không ạ? Tiếp này cô sẽ có từ sau nữa với cái động từ là với động từ là cause. cause nghĩa là gây ra. Nhờ vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau này. Cái cái gì lại cái ô nhiễm không khí gây ra rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Vậy thì cô sẽ có là ô nhiễm không khí gây ra vấn đề về sức khỏe là chủ động chứ không phải bị động. Vậy nếu chủ động thì cô sẽ rút gọn bằng cách dùng vô hình. Do đó câu 12 cô chọn được ý yeah. À. Ok. Sau câu 12 chuyển cô sang câu 13 này. Câu 13 của cô sẽ là câu thuộc kiến thức về từ loại. Bạn nào có thể làm cho cô được câu 13. Chợ với câu số 13, em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, nào. Với câu số 13 lại chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? À? Ok. Ờ okay. cái bạn là bạn Trần Thịnh thân mến cái đề mà hôm nay cô trai anh chữa này nó chỉ tương đương như cái mức độ đề trong cái sách 8 cộng nhờ? trong cái sách khóa học 8 cộng thôi mức độ đề như này nhẹ nhàng nhớ Nói chung là ở trong cái cuốn này của cô trang thì có cả cơ bản lẫn lương cao nhờ? xen lẫn nhau đó ạ rồi đề hôm nay của chúng ta là đề cơ bản ok rồi với câu số 13 bạn nào xử lý cho cô được câu này nhớ xem nào câu 13 xem có bạn nào sai câu này không ạ 13 cô thấy các bạn ấy chọn ý A Ok Chợ 13 cô thấy có bạn chọn ý B Có bạn chọn ý A Nhờ. No. Với câu này chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau này Cô có cái cấu trúc là band Ok, cấu trúc là band somebody Chợ from doing something Nghĩa là gì? Cấm ai đó làm gì? Hoặc là chúng tôi bị cấm Đúng không Chúng tôi bị ngăn cản làm sao? Entering Thì cô sẽ có từ sau này Cô có cái động từ là động từ này. Với động từ Enter, Entering Đi vào cái area, cái khu vực đó Vì lý do an ninh Cô có từ Reason, nghĩa là lý do Vậy là chúng tôi bị cấm đi vào cái khu vực đó Vì lý do an ninh Vậy thì với cái câu này, em xem cô như sau này Có rất nhiều bạn căn cứ bằng cái từ sau Bạn căn cứ bằng cái từ Với từ Reason là danh từ Và bạn ấy bảo rằng là trước danh từ Phải cần tính từ Nên là bạn ấy chọn ngay ý A à. Ý A à của cô với cái từ sau này với từ secure là tính từ nghĩa là an toàn nhá. Yeah. Thì cô sẽ có ý B của chúng ta với từ với từ security nghĩa là sự an toàn danh từ. Nhớ, yeah. thế còn ý C của cô có đuôi là đuôi của trạng từ. Đây này cô có danh từ số nhiều thôi. Vậy thì cô sẽ có như sau này, trước danh từ có thể là tính từ, nếu như cái tính từ đó bổ sung tính chất cho danh từ nhá. Yeah trước danh từ có thể là tính từ Nếu như cái tính từ đó bổ sung nghĩa cho danh từ Và nó sẽ bổ sung, nó làm rõ về tính chất cho cái danh từ đó Nhưng mà cô sẽ có như sau này Thế lại có cái kết thúc là Trước danh từ có thể là danh từ Nếu như hai danh từ đó Nghĩa của nó độc lập và ghép lại với nhau Thì cô sẽ nói sao sau này Vì lý do an ninh Nhờ chờ vậy thì cô sẽ thấy như sau này Thì cô sẽ có là cái từ an ninh và từ lý do Đấy là hai từ ghép với nhau để tạo thành một cụm danh từ Vậy thì với câu 13 của chúng ta phải là ý B chứ không phải ý A Nhớ bạn có bao nhiêu bạn bị lừa câu này rồi Giả dụ cái câu này mà cho vào thi là các bạn ấy bảo là cô cho anh lừa này Đúng không ạ? Mà thực ra thì cô chả lừa tí nào cả Nhớ rồi xong câu số 13 chuyển cô sang câu số 14 Nhờ, Với câu số 14 Em lại chọn được đáp án của câu này là ý gì? ok Nào với câu số 14 của chúng ta sẽ có Câu này cô sẽ là câu thuộc kiến thức về cụm động từ Nhờ, Với câu 14 chúng ta sẽ có như rồi Trở với từ daddy Nhờ, Daddy bố yêu à? Đúng hả? cô sẽ có như sau Cô có cái từ Daddy bố yêu à? How can I? Làm thế nào mà con có thể sống với số tiền ít ỏi như vậy? Làm ơn gửi cho con thêm một ít nữa đi Bố ạ, à. đúng không ạ Vậy thì với cái câu số 14 chúng ta sẽ có bốn cái cụm đậu từ này Nhớ yeah, nào Bằng tất cả đến cái sang trang bên này nó sẽ khó hơn rồi Nó không dễ nữa rồi Ok Nhớ yeah, cô sẽ có như sau Bạn thấy là dạo gần đây là cô cho anh Toàn dành thời gian chữa đề rất là nhiều Bởi vì là cô như cô bảo với các bạn là cô vắng mặt tối thứ bảy vắng mặt tối chủ nhật vắng mặt tối thứ hai vắng mặt tối thứ ba bình thường là vậy đúng không ạ là vẫn vắng mặt mất bốn buổi, buổi tối trên tuần mà tổng có 7 buổi thì cô đã vắng cô đã dành 4 buổi cho nhóm kín rồi nếu như tuần này mà cô lấy một buổi để cho tổng môn 7 nữa là chúng ta mất 5 buổi rồi nên là thời gian còn lại ở ngoài nhóm rất là ít nên cô cho anh ưu tiên chữa đề bởi vì ở cái giai đoạn hiện tại chúng ta phải tập trung vào giải đề rồi nhá thì cô sẽ có như sau với cái câu số 14 chúng ta có cái cụm động từ sau nhận cô có cụm động từ đó là cụm từ get through nghĩa là gì rồi cô sẽ có như sau chúng ta có cái cụm động từ sau này với cụm từ là với cụm từ get through nghĩa là gì nghĩa là vượt qua Chữ này của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là hoàn thành hoặc là vượt qua một cái kỳ thi yeah. nhớ Cái này cô nghĩa là vượt qua, vượt qua kỳ thi Vậy thì với câu này cô sẽ không dùng ý nghĩa là vượt qua kỳ thi dưới đây à Thì câu này đang kiểu là bố yêu ơi, sao bố gửi cho con tiền ít như thế Làm sao con sống được với số tiền đó trong một tháng Bố gửi cho con thêm đi Nghĩa là vậy nhá, yeah, cô không được rồi Thế này thì cô sẽ ý bê, ý bê của cô là sao? Ý bê cô với cụm tự động từ, đó là cụm từ get over Bằng với anh rồi ấy? Nó sẽ bằng với anh là recover from, nghĩa là bình phục, hồi phục yeah. Vì cô sẽ có anh này cô là bình phục hồi phục sau ốm đau bạo bệnh, nhợ sau cú sốc về tinh thần. Vậy thì với câu này cô sẽ không chọn ý B. Được Tiếp này, cô sẽ có ý C và ý D của chúng ta. Ý C với ý D của cô về cơ bản nó giống nhau. Thì cô sẽ có cái cụm từ sau cô cụm từ đó cụm từ get với cụm từ là get by nghĩa là gì? Vậy cô sẽ có như sau này. Dạ, cô có cụm từ là get by nghĩa là xoay sở Nhờ, xoay sở thì cô sẽ có như sau này. nếu như em dùng em có thể dùng cái cụm động từ là get by là xoay sở nó sẽ là nội động từ và đằng sau nó sẽ không có tân ngữ nữa Nhưng ở đây cô có từ so little mà này của chúng ta là tân ngữ Vậy thì cô sẽ phải dùng cái cụm từ như sau này Người ta có thể dùng cái cụm từ là cụm động từ là cụm từ get by Chợ get by on hoặc là in hoặc là with something Xoay sở, sống chật vật với cái gì Vậy thì với câu số 14 cô chọn được câu đấy là ý xe đợi chưa? Nhớ nhá Cái này của chúng ta nghĩa là xoay sở, sống chật vật với cái gì Đó vậy Nhớ chưa? Ok, không, không, D không được D với C về cơ bản ở nhau đều là xoay sở để sống Nhưng mà vì nó có cái tân ngữ phía sau Nên chúng ta sẽ phải chọn C Để cô sẽ có cái cụm sau này Nhờ Cô có cái cụm từ sau của chúng ta Với cụm từ với cụm từ get by, on, in Hoặc là with something Đó ạ Vì nó có cái tân ngữ phía sau Nên chúng ta phải dùng giới từ on hoặc in hoặc with Đó bạn, Thế còn bình thường là Bố ơi sao mà con có thể xoay sở được Nếu nó mà nói chung như vậy thôi Nó sẽ dùng là get by Đó ạ Đấy không phải là bạn Hoa dương Rồng thân mến không phải là do mạng đâu mà là do uh, cô đang livestream bằng điện thoại và điện thoại của cô nó focus vào tay của cô nên xảy ra như vậy thôi ạ. Ok, đó ạ. Rồi xong câu số 14 chuyện cô sang câu số 15 nha. Yeah. Với câu số 15 câu này cô sẽ là câu thuộc kiến thức cái đề này của cô cho ai này. Nó sẽ có cái mức độ như cái đề thi của năm 2020 nhớ yeah. đúng không ạ? Như mấy mức độ đề thi của năm 2020 nhá yeah. Rồi cô sẽ có rồi. Cô có từ pregnant nghĩa là gì? Trở với từ pregnant nghĩa là có thai, nghĩa là mang thai. Vậy dịch là khi phụ nữ mang thai mà lên xe buýt, cô có cái cụm động từ sau, cụm từ got on nghĩa là lên xe. Là cô lại có cụm từ sau, cô cụm từ là got off nghĩa là xuống xe. Với cụm từ là get on là lên xe, cụm từ get off là xuống xe. Vậy dịch là khi người phụ nữ mang thai, khi một phụ nữ mang thai lên xe buýt, đúng không ạ? Thì một trong số những anh thanh niên đấy đã làm sao đây ạ? Cô có cái anh là stood up, là quá khứ của anh stand up, nghĩa là đứng dậy và nhường chỗ cho cô ấy thì cô sẽ có cái cụm từ sau cô có một cái cụm từ cố định và em thừa nhận cái cụm từ đó cho cô cô có cụm từ là make room for nghĩa là dọn nghĩa là dọn chỗ hoặc nhường chỗ cho vậy theo kết hợp từ cô chọn được câu 15 là gì à đã chọn Đợ xong câu số 15, chuyển cho cô sang câu số 16. Dạ, với câu số 16, chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nghe đây. Cái câu khó nhất trong đề ngày hôm nay của chúng ta chính là cái câu số 16 này. Đợ ok. Dạ. với câu số 16 này em sẽ chọn được đáp án của câu này gì ạ? Dạ. Nghe cô nói này. Cái câu 16 này là cái câu khó nhất trong cái bài ngày hôm nay mà cô cho anh chữa nhá. Dạ. Cái câu này là cái câu về từ cùng trường nghĩa nhá. Dạ. Ok, nào Dạ, chúng ta sẽ có như sau này. Với câu số 16 Ai có thể xử lý được câu này? Nghe này Cái câu này của cô trai Là cái câu thuộc kiến thức về từ cùng trường nghĩa Nhớ dạ với cái câu số 16 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? Ok Với cái câu số 16 nào, cái câu này có bạn nào team đọc hiểu 4 đang học cái chương trình này của cô không ạ? có bạn nào ở team đọc hiểu 4 đang học cái chương trình này của cô không ạ? Nhờ cái này thì cô thấy như bên đọc hiểu 4 các bạn ấy có tranh cãi nhau ở trong nhóm cái câu cái 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 cái, cái kiểu từ cùng trường nghĩa kiểu như này rồi Nhờ, cô sẽ có như sau ấy cô có ý đê Nhờ, nào xem là các bạn chọn đáp án ý gì ạ? À? B à? Ok có bạn chọn đáp án câu này là ý A Có bạn chọn đáp án ý B Có bạn chọn đáp án ý D Rồi, cô chữa câu này nhé Chợ với cái câu số Nhờ câu số này Cô bắt đầu phân tích từng từ một này Cô có từ resident nghĩa là gì đấy ạ? Cô có từ resident nghĩa là cư dân Nghĩa là người có nhà của họ ở nơi nào đó Đúng không ạ? Thường để, được đề cập trong một cái ngữ cảnh nào đấy Nhờ thế cô sẽ có như sao đây? Cô sẽ có cái này cô nghĩa là cư dân Cư dân là theo kiểu là người có nhà của họ ở một cái nơi nào đấy Yeah. thế cô sẽ có ý c của chúng ta là sao? Cho ý c của cô với cái từ đó là từ, với từ inhabitant nghĩa là gì? nghĩa là người hoặc là động vật sống ở một cái nơi cụ thể nào đó. nhá. Yeah. thì cô sẽ có như sau đấy. cô có ý b của chúng ta với từ sau này. Yeah. với từ đúng không? nghĩa là gì? Nhớ yeah. cô sẽ có ý... Với từ được dweller của chúng ta có nghĩa là cư dân nhá. Nhưng bạn nhớ cô sau này Cư dân thì thường là Nó sẽ là cái cư dân ở một nơi cụ thể nào đó Và thường nó sẽ ghép với cái danh từ phía trước Ví dụ Ví dụ, ví dụ cô có cái từ đó là từ city ghép với từ dweller nghĩa là cư dân thành phố kiểu như vậy. Và thường nhé, nghe này, cô có cả ý B và ý D của chúng ta đều có nghĩa là cư dân. chưa? Nhưng mà ý B của chúng ta với nghĩa là cư dân muốn ám chỉ là người cư ngụ ở một cái nơi nào đó và thường nó sẽ đi với một cái danh từ nó sẽ đi sau một cái danh từ và cái danh từ phía trước đấy sẽ xác định xem cái cư dân ở khu nào ví dụ cô có từ city đúng không nghĩa là cư dân thành phố đó rồi đấy cô sẽ có ý đề của chúng ta với nghĩa là cư dân là ám chỉ rằng người có nhà ở một nơi nào đó nhớ đúng ạ rồi thế này thì cô sẽ có ý a à của chúng ta hay sao ý a à của cô với cái từ đó là từ với từ city nghĩa là gì cứ có từ citizen nghĩa là công dân công dân của một quốc gia nào đấy và thường muốn nhấn mạnh rằng là người đấy có mọi đầy đủ quyền công dân quyền hợp pháp ngựa của một cái quốc gia đó nhờ vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau này nhờ chúng ta sẽ có cái từ là từ shortage nghĩa là gì chờ cô sẽ có từ sau chúng ta với từ short là tính từ chuyển sang danh từ cô sẽ có cái từ đó là từ shortage nghĩa là gì nhờ cô sẽ có như sau này chờ cô có cái từ đó là từ shortage với từ shortage nghĩa là gì thiếu hụt đúng không ạ gì là có cái sự thiếu cái nhà ở giá rẻ đúng không ạ trong thành phố của 5 triệu dân này nghĩa dịch là dịch là có cái sự thiếu hụt về chỗ ở giá rẻ trong thành phố của năm triệu dân này vậy thì cô sẽ có như sau ở đây muốn nói là cái thành phố 5 triệu dân chứ không muốn nói về công dân gì của một quốc gia cả vậy thì cô sẽ không chọn ý à. cô bỏ ý à, ngay từ đầu nhé đỡ cho Thế thì cô sẽ có như sau Nếu như chọn ý B nó phải là là cái cái cư dân của thành phố này chứ nó sẽ phải có cái từ như từ city hoặc là từ tho hay từ gì đấy để để mà là cụ thể hóa cho cái cư dân đấy cơ. Vậy đấy cũng người ta muốn nói rằng là cái 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 cư dân đúng không ạ? Cho nhờ, cho gì ạ? 5 triệu dân, nhờ, năm triệu dân nói chung thôi, nhờ, 5 triệu cư dân nói chung thôi. Vậy đấy cô sẽ không chọn ý B. Nhờ cô sẽ còn C và D. Chứ ý đề của cô là cư dân nhưng mà muốn ám chỉ rằng là người có nhà ở một nơi nào đó, nhưng mà ở đây thì người ta không đề cập đến cái việc là có nhà hay không có nhà Bây giờ em cứ tưởng tượng như này nhá Ví dụ uh, ví dụ như là người dân ở Hà Nội đúng không ạ? Nếu như mà có nhà ở Hà Nội thì người ta sẽ dùng từ resident. Ok. Thế còn ví dụ như là uh, ví dụ như là em lên trên Hà Nội học thuê nhà trọ chẳng hạn thì không dùng ID được. Đúng không ạ? Không phải là cư dân. Vì cư dân ở đây muốn ám chỉ là người có người có nhà ở một cái nơi cụ thể nào đó nhá vậy thì cô sẽ không ở đây người ta chỉ nói chung là thiếu cái chỗ ở giá rẻ trong thành phố 5 triệu dân này vậy thì người ta không ám chỉ là cái thành phố 5 triệu dân đấy đều ám chỉ là những cái người mà có sở hữu nhà hết cả vậy thì cô sẽ bỏ ý D do đó cô sẽ chọn ý c của chúng ta với từ chung chung nghĩa là người nhá người ở một cái nơi nào đấy thôi đỡ cha vậy thì với cái câu số 16 của chúng ta câu này chọn đáp án là ý c đỡ không ạ ok xong chưa xong chưa Sao nhờ? Nghe này, cái câu này cô là cái câu khó nhất trong đề này hôm nay của chúng ta nhá, ờ, nhớ, đỡ quá Đỡ nghe cô nói này Cái ý A à của chúng ta, nghe cô giảng lại một lần nữa nhé Các bạn có cần cô cho giảng lại một lần nữa không? nhá Thực ra này, cô rất là sợ rằng là khi mà cô giảng cái phần từ cùng chữ nghĩa này Cái cách diễn đạt của cô các bạn thấy khó hiểu Như cô sẽ có như sau nhận cứ có từ citizen nghĩa là muốn nói rằng là công dân đó chờ, muốn nhấn mạnh là công dân tức là sao công dân của một đất nước nào đấy khi muốn làm chỉ là người ta có mọi cái quyền quyền lợi đúng không? và nghĩa vụ của một công dân quyền lợi về pháp luật quyền lợi hợp pháp đấy, kiểu như vậy vậy thì ở đây cô sẽ có là ở cái thành phố 5 triệu dân này chứ không nói công dân gì ở đây cả đâu ạ vậy thì cô sẽ bỏ ý a ngay từ đầu nhá thì cô sẽ có ý b và ý d của chúng ta đều có nghĩa là đều có nghĩa là cư dân ở một cái nơi nào đó nhưng mà nếu như chọn ý b của chúng ta nhờ, nếu chọn ý b của chúng ta với cái từ ý b của chúng ta với cái từ là từ đùa của chúng ta nhờ, nếu mà chọn ý b thì đó có nghĩa là uh, cư dân ở một lớp đó thì thường nó sẽ có cái danh từ phía trước để xác định cụ thể cho cái cư dân đó uh, cho cái cư dân ở cái khu đó thế còn ý d của chúng ta muốn ám chỉ rằng là cư dân là những cái người mà có sở hữu nhà ở cái khu đó thế còn ý c của chúng ta là cư dân nói chung Vậy đây cô sẽ có là trong cái thành phố 5 triệu dân này Thì trong liệu 5 triệu dân đấy Có thể có cả những cái người mà có sở hữu nhà Đúng không ạ Có thể là có những cái người mà đến đó thuê nhà để ở Vậy thì cô sẽ chọn được câu 16 chúng ta là ý xe Đó ạ Được chưa, được chưa Rồi xong câu số 16 triệu cô sang câu số 17 của chúng ta Chờ, với cái câu số 17 Câu này của cô cũng là câu về từ cùng trường nghĩa này Đó ạ thì với cái câu số 16 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Nào cô sẽ cố gắng chữa lên câu số 19 nhá. Đó ạ, bắt đầu đến đoạn này khó rồi đúng không ạ? Xong chưa xong chưa? Ok. À, cô Trang Anh vừa mới chặn bàn Trần Tuấn Hoàng đến từ chuyên Thái Nguyên. Đó Cái bạn này là bạn này dạo, là, dạo này rất là nhí nhố nên là cô Trang Anh đã chặn bạn đấy. Đó. Nói chung là bà nào xác định vào đây học thì vào với cô còn không thì thôi đi chơi với gấu đi. Đó ạ. Đấy nhá, rồi cô sẽ có như sau ấy với cái câu số 17 Nào, với câu số 17 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Như cô có như sau ấy Cô có bắt đầu với từ, đó là Với từ migrate, nghĩa là gì? Được, cô có từ migrate, nghĩa là gì đấy ạ? Cô có từ migrate, nghĩa là di cư nhá Vậy nó sẽ di cư theo cái kiểu gì ạ? Di cư theo cái kiểu mà di cư của các loài Di cư theo mùa của các loài chim, ví dụ loài động vật ạ Theo kiểu di cư để trú đông Yeah, cô sẽ có ý A à của chúng ta nghe cô nói này Cô có ý A à với từ Với từ migrate là di cư Tiếp này, cô sẽ có một cái từ sau cũng là di cư Và bạn phân biệt cho cô hai cái từ này Chủ yếu là cái câu này mình phân biệt hai từ này thôi Nhớ yeah, chưa? Yeah. Thì cô sẽ có ý B của chúng ta với cái từ sau Giờ yeah, ý B của cô với cái từ đó là từ emigrate Ok? Với từ emigrate cũng là di cư Cô có từ migrate nếu cô có từ migrate và emigrate đều là di cư? Vậy cô sẽ có như sau Nếu như cô có ý a à, cô với từ migrate Với từ migrate là di cư theo cái kiểu là di cư tạm thời Rồi quay lại nơi cũ của mình để sống nhá. Yeah. Giống như các loài chim và những cái loài động vật mà di cư để tránh đông ấy nhá. Tức là họ di cư rồi họ lại quay trở lại Thế cô có ý B của chúng ta đấy khác gì? Yeah, ý B cô với từ là với từ emigrate là di cư vĩnh viễn không quay trở lại nữa chuyển hẳn không quay trở lại nữa nhớ thì cô sẽ có ý c của chúng ta hay sao Chờ ý c ở cô nếu như cô có a và b là di cư à chưa thì cô sẽ có ý c của chúng ta với cái từ đó là tới với từ emigrate nghĩa là nhập cư nhớ thì cô sẽ có ý d của chúng ta nghĩa là nhồi nhét chen chúc vào nhớ vậy thì với cái câu này dịch là các bác nông dân chuyển tới đúng không ạ di cư tới những thành phố lớn để tìm việc làm khi mà vụ mùa khi mà vụ mùa của họ kết thúc nhờ về dịch là khi mà những cái lúc lông nhàn đúng không ạ khi mà vụ mùa kết thúc thì các bác nông dân đến thành phố để tìm việc làm Vậy em hiểu trong cái ngữ cảnh câu này cô sẽ phải là khi mà mùa vụ khi mà mùa vụ qua đi nhá thì các bác nông dân nhàn mà đúng không ạ thì các bác nông dân sẽ đến thành phố để tìm việc làm rồi sau này đến vụ mùa thì họ lại quay trở về quê của họ vậy cái đấy là di cư tạm thời thôi vậy thì với cái ý nghĩa như vậy cô sẽ chọn được câu 17 của chúng ta là ý A. À. Ok chưa? Rồi, xong câu 17 chuyển cô sang câu số 18. Với câu số 18, câu này của chúng ta sẽ là câu theo cái kiểu là uh, theo kiểu thành ngữ rồi. Ok. Nào. Với cái câu số 8 chúng ta có như sau, bạn nào là làm cho cô được câu này? Ok. Nào, với câu này bạn đã chọn được đáp án là ý gì? Nhớ, yeah. câu này cô là theo cụm thôi. Nhớ, yeah, có có từ patient. Chờ với từ patient thì cô sẽ có như sau ấy cô có cái từ là patient nhờ anh này của cô vừa là danh từ vừa là tính từ nếu là danh từ là bệnh nhân mà tính từ đó là kiên nhẫn đó ạ Vậy thế như sau rất là nhiều bệnh nhân nhờ, suy nghĩ một cách rất là làm sao với cái góc từ sau này Gốc từ này ở trong cái bài số 7 của chương, tiếng anh 12 chương trình cũ là chúng ta học rồi không biết là không biết được là 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 các bạn đã học đến cái bài đó ở trong cái chương trình cũ chưa ở nhớ ok Yeah, chúng ta sẽ có như sau cô có cái từ sau của chúng ta với từ Cô với từ opti, với từ optimi, với từ optimistic nghĩa là gì nghĩa là lạc quan cô sẽ có từ đó là từ pessimistic nghĩa là bi quan rất là nhiều bệnh nhân nghĩ một cách rất là tích cực rất là bi rất là rất là lạc quan đúng không họ không bao giờ sợ chết à câu này của chúng ta với cụm từ nghĩa là sợ chết yeah. vậy thì với cái câu này em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, nào Với cái câu số 18 mình sẽ chọn được câu này gì đấy ạ? Thì rất là nhiều bệnh nhân suy nghĩ một cách rất là tích cực Đúng không ạ? Họ không bao giờ sợ chết cả Vậy thì với cái câu số 18 Bạn nào có thể làm cho cô được Cái cụm từ ở câu này của chúng ta sẽ là cái cụm từ gì đấy ạ? Ok Nào với câu số 18 Được chưa? Ok Dạ, yeah. nào với câu số 18 em chọn được đoán của câu này là gì đấy ạ? với cái câu số 18 chúng ta sẽ có cái cụm từ sau chỗ chúng ta Ok Với cái câu số 18 chúng ta có cái cụm từ sau này nhận. Yeah. Cô bạn thừa nhận nó bởi vì ở đây là cái kiến thức về cụm từ thì em thừa nhận nó như một cụm từ cố định cho cơ. Cô. cô có cái cụm từ đó cụm từ be in the fear Ok Chờ, cô có cái cụm từ đó cụm từ be in the fear Xong thì nghĩa là sợ cái gì Dạ yeah. ạ Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án của câu 18 là ý B. Nhờ, xong câu 18 chuyển cô sang câu 19. Với câu số 19 của cô sẽ là câu thuộc kiến thức về trật tự tính từ trong tiếng Anh. Nhớ. Với cái kiến thức về trật tự tính từ trong tiếng Anh thì cô sẽ có như sau này. Với cái câu kiểu như này em viết cái quy tắc trật tự tính từ trong tiếng Anh ra. Rồi là sẽ em sẽ lấy cho cô em 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 chọn một cái phương án để em xét thôi. Nhờ, và khi em chọn cái phương án đó em xét từng cái tính từ một trong đó thì cô có từ sau này. Cô có từ expensive nghĩa là đắt đỏ đúng không ạ? Vậy nó sẽ là opinion, nó là đánh giá mà đúng không ạ? Vậy trong cái bộ trợ từ tính như trong thế này thì cái anh này phải đứng đầu. Vậy thì cô sẽ bỏ được B, bỏ D đã nhá. Được chưa? Thế này cô sẽ có từ tiếp theo của chúng ta cần xét, từ đấy của chúng ta có nghĩa là mới nhá. Vậy thì cô sẽ có cái từ đó là từ với từ new là tuổi tác. Vậy nó sẽ là đứng ở đây, đúng không chưa? Tiếp này. Thì cô sẽ có như sau, bây giờ cô còn hai từ là từ German và từ Golden. Nhá. Với từ Golden thì bạn sẽ xem cho cô như sau Cô có cái từ đó là từ German Nhớ cô sẽ có từ German nghĩa là thuộc về Đức Thuộc về Đức đó là nguồn gốc nó đứng ở đằng này Đấy nhá Tiếp này Cô sẽ có từ tiếp theo của chúng ta nữa Với cái từ đó là từ Golden Ok cô có từ đó là từ Với từ golden nghĩa là bằng vàng Vậy thì với câu này như sau này Với câu số 19 này, em ấy chọn được đáp án của câu này là ý A hay là ý C Một trong hai cái này thôi ạ Chờ với cái câu số Chờ Câu này bạn đã chọn là ý A hay là ý C đấy ạ Dạ, với câu số 19 cô có như sau nhé dịch là tôi mua đúng không ạ cái máy ảnh đắt tiền nhớ tôi mua cái máy ảnh đắt tiền đúng không ạ của gì? của đức à, là, tôi mua cái máy ảnh mới đắt tiền của đức đúng không ạ bằng vàng hay màu vàng đó ạ? từ một người bạn của tôi nghe này chờ cô sẽ có cái từ sau của chúng ta cái câu này như là cô nhớ là cô đã có đưa vào trong thi thử của các bạn rồi sao ấy đúng không ạ và các bạn sai lịa li cái câu này mà Để chờ thì cô sẽ có như sau bây giờ em khoanh lại em chỉ còn a hoặc là c thôi thì cô sẽ có như sau cô có cái từ đó là từ với từ camera nghĩa là cái máy ảnh nhá ở à, chợ không có cái máy ảnh là bằng vàng đâu em đúng không ạ mà cô sẽ có là cái máy ảnh mạ vàng hoặc là cái cái đây ra cái máy ảnh màu vàng nhớ cái màu, màu 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 như kiểu là em tưởng tượng giống như kiểu là trong cái iphone mà có ấy, màu màu golden kiểu như vậy đúng không ạ vậy là cô sẽ có là cái màu màu vàng thôi màu vàng của vàng ấy đúng không ạ hình nhá thì cô sẽ có từ sao rồi? với từ golden của chúng ta ngoài ý nghĩa là bằng vàng ra nghe này từ này cô này thì cô sẽ có nhớ cho cô cái từ này sao rồi? cô có cái từ là từ với từ golden của chúng ta ngoài nghĩa là bằng vàng ra thì nó còn có nghĩa là cái màu vàng màu của vàng ấy đó em em, em hiểu như vậy hiểu như? nó là cái màu mà cái màu 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 vàng sáng giống như vàng kiểu như vậy vậy thì ở đây cô sẽ có là tôi mua cái chiếc máy ảnh màu vàng cái màu màu mạ vàng ấy, tức là cái màu khi mà cô tả như nào nhỉ? Giống như kiểu là màu đồng, màu vàng, tức là màu ánh vàng kiểu kiểu như vậy, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy được là cái thứ này của chúng ta sẽ phải là màu sắc chứ không phải là chất liệu. Vậy thì nó sẽ phải đứng trước cơ. Vậy thì câu số 19 của chúng ta, đáp án của câu này của chúng ta sẽ phải là màu sắc đứng trước, đúng không ạ? Nguồn gốc, đúng không ạ? Vậy thì với câu 19 của cô phải là ý C chứ không phải ý A. Đúng không ạ? Ok, nó là color chứ không phải là đúng không ạ? Nhá, cái câu này cô nhớ là cô đã tổ chức cho bạn thi thử rất là nhiều câu này rồi nhá. Vậy thì câu 14 của cô 19 của, câu của phải là ý C chứ không phải là ý Đó các bạn. Xong chưa xong chưa? nhá. Rồi cô sẽ có sao chữa hết trang này nhá. Cố cho cô đến câu 24 nhá. Đó các bạn. Còn còn cái chỗ còn lại các bạn sẽ tham khảo lời giải giúp cô. Nhá, nghe này. Trong cái cuốn sách này của cô Trang Anh có hỗ trợ toàn bộ bài đọc bằng video này, đúng không ạ? Thế còn cô sẽ chữa hỗ trợ các bạn phần nào thôi, còn đâu các bạn tham khảo lời giải chi tiết giúp cô. Thì cô sẽ chữa câu số 24, phần còn lại cô toàn từ vựng để bạn có thể tham khảo lời giải được. nhờ với câu số 20 chỗ này cô chữa nhanh này, đỡ chưa? Chợ với câu số 24 chúng ta sẽ có như sau nào. Với câu về tình huống giao tiếp à câu 20, cố gắng chữa cho cô đến hết trang này nhá. Đúng ạ. Với cái câu này chúng ta sẽ có như sau cô có cái từ đó là từ với từ weather nghĩa là bồi bàn, nhớ yeah, bồi bàn nhớ. Yeah, tôi muốn xem menu, nhớ yeah, vậy ra sau này. chưa? câu ý à, cô dịch là ngài có thực sự thích nó không thưa ngài. Ý yeah, à của cô không phải. Được dịch là bồi bàn là tôi muốn xem menu vậy cho tôi xem menu nào. Vậy cô sẽ có cô ấy sẽ chọn đáp án là ý B đúng không ạ? Yes yeah, you are. Yeah, vâng, đây thưa ngài. Sau câu 20 chuyển cô sang câu số 21. Nhớ yeah, với câu số 21 cô sẽ có I'm um, sorry. Tôi xin lỗi đúng không ạ? I'm um, để Tôi đến muộn. Rồi cô sẽ có như sau ý của à, cô với từ yo welcome nghĩa là gì? Thì cô sẽ có như sau ý à của cô với cái anh đó là you are welcome nghĩa là gì? trở với cô sẽ có như sau với cái anh là you are welcome nghĩa là gì đấy? Nghĩa là không có gì nhớ you are welcome không có gì đáp lại một lời cảm ơn. Chờ you are welcome nhớ rất hân hạnh nhớ được đón tiếp kiểu như vậy đúng không? Ý B của cô là sao? Ý về cô là không tôi không ngại vậy không phải a không phải b Chứ nếu như á cô ấy nghĩa là không có gì Không có chỉ đáp lại một lời cảm ơn Nhưng mà một lời xin lỗi Vậy cô sẽ không chọn A, không chọn B nhớ Vậy cô sẽ còn câu này của chúng ta là Ý C của cái D thôi yeah, Ý C cô là sao? Ý C của cô là ờ uh... Ý C cô là được thôi Hãy làm sao đấy Cô có cái câu này chúng ta là một cái câu thành ngữ này The early bird catches the worm Nghĩa là gì? Cái con chim đến sớm bắt được con sâu Vậy có nghĩa là sao đấy ạ? Có nghĩa là hãy lắm bắt lấy cơ hội đúng không Ai đến trước là được trước mà Người đến trước là người chiến thắng kiểu như vậy Vậy thì cô là dịch là được thôi, hãy tận dụng cơ hội, hãy nắm bắt cái cơ hội sớm. Vậy ý C của cô không phải. Vậy cô sẽ chọn đáp án cô ấy là ý D. Đúng không ạ? Ý D của cô ấy từ no worries. Không no đâu, không sao đâu. Đúng không ạ? Giờ muộn còn hơn không. Nhớ vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án của cô là ý D. Đó không ạ? Xong chưa xong chưa? Xong câu số 21 chuyển cô sang câu số 22. hai với câu số 22 của cô xem cho cô xem là cái đề này của cô ra chuẩn form chuẩn mức độ như cái đề thi chính thức của bộ nên là bạn sẽ thấy rằng nó rất là nhẹ nhàng so với đề bình thường của cô Như cô sẽ có như sau này Với cái câu số 22 Hãy trả lời cho cô xem cái câu này theo em nó sai ở đâu nhá yeah. Nào xem cho cô xem cái câu này của chúng ta nó sai ở đâu đấy ạ Thì cô sẽ có như sau này Cô có cái từ đó là từ Với từ, với từ athletic Nhớ anh này của chúng ta có nghĩa là gì Nghĩa là môn điền kinh Nhớ yeah. Cô sẽ có như sau này với từ artistic, nghĩa là môn điền kinh dạ, Môn điền kinh là một môn thể thao Mặc dù tận cùng là S Nhưng chúng ta sẽ có như sau Theo nguyên tắc về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ Chợ dạ, với danh từ chỉ các môn thể thao mặc dù có S thì động từ vẫn chia số ít Vậy nên cô ý B cô phải đổi thành của mới đúng Đúng ạ, dịch là môn thể thao là môn yêu thích của anh ta khi anh ấy còn trẻ Chợ dạ, xong ai chở cô sẽ cô ấy ba Vậy thì cô ấy, cô sẽ là sai về kiến thức về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ nhá Cô ấy ba là khi tôi còn là một con bé tôi thường trôi trốn tìm này Đúng ạ, tôi thường làm sao đấy làm đồ chơi và vẽ vẽ tranh vậy thì với cái anh này cô sẽ có như sau khi tôi còn là một con bé kể về một ngày kể về ngày xưa kể về ấu thơ kể về ký ức chợ nói về một ký ức thì người ta dùng thì quá khứ đơn ý à cô không sai cô có cái cấu trúc như sau là cấu trúc used to cộng với nguyên dạng nhớ used to cộng với nguyên dạng dễ tả thói quen cho quá khứ vậy động từ play của chúng ta không sai nhớ yeah. tuy thế vậy khi có cái từ thì hai vế cân nhau Vậy thì cô sẽ thấy được là theo cái cấu trúc song song, hai vế cân nhau chính là cấu trúc song, tức là cùng chức năng từ loại, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Cô có từ draw của chúng ta vấp nguyên dạng đúng không ạ? Cô có động từ play vấp nguyên dạng. Và ý gì cô theo cấu trúc song song sai, phải đổi cho cô thành make thì mới đúng. Đó ạ. Rồi, xong câu đấy chị cô sang câu số 24. Chợ với cái câu số 24 chúng ta sẽ có như sau này. Chợ cô có hai câu sai về ngữ pháp ở trong cái phần lỗi sai chúng ta sẽ có hai câu sai về ngữ pháp. Vậy thì câu cuối cùng này chắc chắn nó sẽ là cái câu sai về từ vựng Thì cô có từ sau ấy, cô có cái từ đó là từ Với từ treatment nghĩa là gì đấy Cô có từ treat", treatment nghĩa là gì Cái sự chữa trị cho những cái người Những người mà nghiện đó Vậy thì với cái câu này cô có từ sau Chờ xem cho cô xem với cái câu này của chúng ta sẽ sai ở đâu đấy Nhớ dịch là Giờ câu này dịch là cái việc điều trị cho những người mà nghiện cái thuốc an thần này đúng không ạ gồm có cái việc làm sao đấy gồm có cả cái cái việc gì đấy ạ cái việc mà đào tạo về nhờ, bao gồm cả cái việc đào tạo về cái kỹ thuật thư giãn đúng không ạ? Và cái 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 giải pháp hạn chế căng thẳng. Vậy thì với cái câu này em xem cho cô xem này. Cho xem cho cô xem câu số 24 của chúng ta xài đâu ạ? Xảy xe. Ok. chợ với cái câu số 24 xảy xe, sao lại xài xe? Anh này cô với động từ nguyên dạng đúng rồi mà. À này, anh này cô với động từ chia theo động từ chính của câu đúng rồi mà. Nhá. Thì cô sẽ có như sau, Cô có cái động từ đó động từ với động từ là include nghĩa gồm có vậy thì ở đằng sau liệt kê ra Vì sẽ cô không sai đâu đúng không ạ cái phương pháp điều trị cho những người những người mà bị nghiện vậy thì cô sẽ có như sau giờ chúng ta sẽ có cái cấu trúc sau em lưu ý cho cô như sau nhớ yeah. chờ cô sẽ có cái cấu trúc như sau này đó là cái cấu trúc với động cấu trúc là get hoặc là be addicted ok chờ cô có một cái cấu trúc như sau đó là cái cấu trúc là be hoặc là get addicted ok với từ addicted to nghĩa là gì? Nghiện cái gì? Nhớ, nghiện cái gì? Đó ạ à. Vậy thì cô sẽ có, đây là động từ chính của câu này Thì động từ còn lại là của cô chia rút gọn mình để quan hệ Vậy thì cô sẽ có như sau, cô sẽ không dùng từ addicted Mà phải dùng cho cô từ addicted Ok, đó ạ à. Bị nghiện cái gì? Vậy thì với câu này của cô là ý B sai và sai về cách dùng từ Em nhé, nhớ yeah. Ok em thân mến, vậy là sau thời gian là gần một tiếng Cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn được đến câu số 24 rồi Từ câu số 25 tới câu số 50 Em dùng ID của sách để tra lời giải giúp cô nhá Ở chợ, ở trong cái phần này, trừ những cái câu đơn ra Thì cái phần bài đọc cô Trang Anh sẽ quay video Nhớ cô quay video chữa cho các bạn Nhớ là các bạn nhớ là các bạn sử dụng ID của sách để xem video lời giải này để các bạn xem cái phần lời giải chi tiết nhé em thân mến buổi hỗ trợ của cô trang anh đến đây là hết yeah. OK bạn đào thảo linh thân mến từ từ nhá. Bạn đào thảo linh bạn ấy hỏi thắc mắc cái cái câu câu này của chúng ta đây. Yeah, yeah. cô sẽ cô sẽ giải thích cho em cái này của chúng ta nhá. Yeah, không không phải là cái máy ảnh bằng vàng chất liệu cái máy ảnh bằng vàng đâu em ạ. ở yeah, yeah. em nhớ cô rồi cô đang sử dụng cái đây ạ, cô sẽ sử dụng vào cái trang từ điển này đó một cái trang từ điển rất là uy tín là trang từ điển của Oxford em xem với cô như sau này cô có cái từ sau với từ là từ gold em nhớ cô sao này nó có một cái thứ nhất đó là gì đấy nó là được làm bằng vàng tức là nó muốn nói về chất liệu đấy là tính từ nhá chợ ngoài nghĩa là chất liệu ra thì đó còn nghĩa là sao ấy nó là gì đấy nó là về màu sắc đúng không ạ nó là một cái màu vàng sáng giống như vàng vậy Vậy nếu cô nhớ cho cô là cái từ này cô nói là Ngoài là chất liệu ra có thể là màu sắc Nhưng trong cái ngữ cảnh câu này thì phải là Cái máy ảnh mà màu giống như là vàng Chứ không phải là máy ảnh bằng vàng Đó không ạ Ok em thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô cho anh đến đây là hết Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau nhé